17 cách trị viêm xoang tại nhà với chi phí rẻ, hiệu quả đến không ngờ. Trị viêm xoang tại nhà với những nguyên liệu tự nhiên là cách đơn giản với chi phí rất rẻ. Thậm chí, người bệnh không tốn một đồng nào vẫn có thể cải thiện triệu chứng viêm xoang hiệu quả. Không phải mẹo dân gian nào cũng an toàn để chữa viêm xoang tại nhà. Dưới đây là 17 cách trị viêm xoang theo dân gian nhưng vẫn đảm bảo tính khoa học và cho hiệu quả tốt. Cách trị viêm xoang tại nhà bằng nước muối. Trị viêm xoang bằng nước muối là biện pháp được các bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng khuyên dùng. Với khả năng diệt khuẩn, sát trùng, độ pH gần với môi trường của xoang, nước muối có tác dụng giúp lưu thông dịch tại các ổ xoang. Khi các mô đang sưng viêm teo lại do mất nước, chứng phù nề, sưng đau, nhức xoang sẽ giảm đi đáng kể. Loại nước muối tốt nhất để trị viêm xoang là dung dịch đẳng trương, natri clorid 0,9%, có thể tìm mua tại các hiệu thuốc. Cách thực hiện: sử dụng xi lanh 20cc hoặc bình rửa mũi chuyên dụng để lấy dung dịch nước muối. Đặt đầu nghiêng sang một bên và phun nước muối vào mũi ở bên cao hơn. Với bên còn lại cũng thực hiện tương tự. Cách trị viêm xoang tại nhà bằng hạt gấc. Trong đông y, hạt gấc còn có cái tên gọi là mộc biết tử, được xem là vị thuốc quý chữa trị nhiều bệnh. Hạt gấc có vị đắng, hơi ngọt, tính ôn, ít độc, tác dụng chủ yếu là thanh nhiệt, giải độc, chữa mụn nhọt, tiêu thủng, tiêu sưng. Y học hiện đại cũng chứng minh trong hạt gấc có một lượng lớn beta-carotin, hỗ trợ kháng viêm và giúp phục hồi vết thương nhanh chóng. Do đó, hạt gấc sẽ giúp cải thiện các triệu chứng sưng tấy, phù nề khi bị viêm xoang. Cách thực hiện: lấy khoảng 20-25 hạt gấc nướng chín, sau đó để nguội và đập dập. Đổ 300ml rượu trắng vào ngâm cùng khoảng 2 tuần. Khi dùng thì lấy bông y tế thấm dung dịch, đắp dọc sống mũi trong khoảng 30 phút, thực hiện 2 lần một ngày, nhất là mỗi tối trước khi đi ngủ. Chữa viêm xoang từ hoa ngũ sắc. Trong hoa ngũ sắc có 0.7-2% tinh dầu. Loại tinh dầu này có khả năng ức chế mạnh các vi khuẩn như tụ cầu vàng, Bacillus subtilis, E. coli và trực khuẩn màu xanh. Ngoài ra, các hoạt chất quý như cardinen, cariophyllene, geratocromen, demetoxygretocromen có trong hoa ngũ sắc đã được y học chứng minh là có khả năng tăng tiết xuất dịch, chống viêm, phù nề và dị ứng. Trong đông y, hoa ngũ sắc cũng là dược liệu quý để trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, bởi nó có vị cay, hơi đắng, tính mát, tác dụng chủ yếu là thanh nhiệt giải độc, tiêu sưng, cầm máu. Cách dùng: lấy một nắm hoa ngũ sắc rửa sạch để ráo rồi giã nát, chất lấy phần nước cốt rồi lấy bông y tế thấm dung dịch nhét vào bên trong mũi, để dung dịch thấm trong khoảng 15-20 phút rồi bỏ ra, sau đó xỉ mũi từ từ để thải dịch ra bên ngoài, mỗi ngày thực hiện 2 lần. Chữa viêm xoang bằng lá trầu không. Trong 100g lá trầu không có chứa đến 2,4% tinh dầu. Loại tinh dầu này sở hữu nhiều dẫn xuất mang tính kháng sinh mạnh, trong đó phải kể đến beta-phenol, không chỉ ức chế độc tính của nhiều vi sinh gây bệnh đường hô hấp, các hoạt chất của trầu không còn có khả năng kháng viêm, tiêu sưng và làm thông thoáng mũi. Cách dùng: lấy một nắm lá trầu không tươi rửa sạch để ráo nước và đun cùng 300ml nước. Sau khi hỗn hợp sôi thì bắc xuống sông mũi, thực hiện 2-3 lần trên một ngày. Cây dao chữa viêm xoang. Cây dao là một trong những thần dược trị viêm xoang, đem lại hiệu quả cao bởi cây dao sở hữu các hoạt chất như beta, citosterol, cyclothenol, ostacoxanol, oxime và ethanol mang dược tính gây giả. Chúng có khả năng ức chế nhiều loại vi khuẩn, chống oxy hóa, chống co giật và giảm đau. Còn với đông y, cây dao là một vị thuốc giúp thanh nhiệt giải độc, tán ư tiêu thủng, trị huyết, sinh cơ. Nó được ứng dụng nhiều trong các bài thuốc trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng. Cách thực hiện: lấy khoảng 15-20 cây dao cắt thành từng đốt nhỏ, thả vào ấm nước và đun sôi. Sau khi tắt bếp, lấy một tờ bìa dài 50cm, cuộn thành hình phễu, đặt đầu nhỏ vào bên mũi cần xông hơi, xông cho đến khi dịch trong xoang bắt đầu thoát ra, thực hiện biện pháp ngày 1-2 lần. Lưu ý, dùng găng tay bảo vệ khi cắt để tránh chạm phải mủ cây dao. Mủ này rất độc và gây bỏng. Ấm nước sau khi đun cây dao thì không thể dùng để đun nước uống nữa.
trị viêm xoang từ lá diếp cá. Lá diếp cá sở hữu nhiều dưỡng chất quý như T3, Osododecana, decanoic acetaldehyde. Chúng không chỉ có khả năng tiêu diệt các loại vi khuẩn mà còn ức chế được cả virus gây bệnh viêm đường hô hấp trên. Ngoài ra, với vị chua, tính hàn, quy kinh can, lá diếp cá còn có khả năng thanh nhiệt, tiêu thũng, ngăn ngừa ứ trệ ở các xoang. Cách dùng: lấy một nắm lá diếp cá rửa sạch, xay nhuyễn cùng vài hạt muối, sau đó bỏ phần bã, bọc lấy phần nước cốt, dùng bông y tế thấm dung dịch và nhét vào hai bên mũi. Khi xoang tiết dịch thì xì mũi nhẹ nhàng để chất dịch viêm được dẫn ra ngoài. Cách chữa viêm xoang từ gừng và ngó sen. Gừng là một loại kháng sinh chống dị ứng hàng đầu trong tự nhiên. Các hoạt chất liên quan đến capsaicin và piperine có trong gừng còn giúp diệt khuẩn, tiêu viêm nên trị viêm xoang do dị ứng rất hiệu quả. Người bệnh có thể kết hợp gừng với ngó sen, hành khô, mật ong, tỏi để điều trị viêm xoang. Cách dùng: gừng đem rửa sạch, thái thành lát mỏng, rồi ngâm trong một bát nước sôi trong khoảng 5 phút. Nước gừng còn ấm thì lấy một chiếc khăn sạch thấm và đắp lên mũi. Cách chữa viêm xoang với tỏi. Tỏi được mệnh danh là thần dược diệt vi khuẩn nhờ sở hữu allicin. Dưới tác động giã, nát, đập dập, allicin sẽ chuyển hóa thành allicin có tính chất kháng khuẩn, kháng virus, kháng nấm và làm sạch ổ nhiễm trùng. Do vậy, tỏi thường được sử dụng trong các bài thuốc trị viêm bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như viêm xoang. Cách dùng: lấy một vài tép tỏi tươi lột vỏ, giã nát và chắt lấy phần nước cốt. Sau đó pha đều với mật ong và dùng tăm bông chấm dung dịch thoa vào niêm mạc mũi. Mỗi ngày thực hiện từ 1 đến 2 lần. Cách trị viêm xoang tại nhà bằng nghệ. Sở hữu một hàm lượng lớn chất curcumin, nghệ có khả năng chữa viêm xoang do dị ứng rất hiệu quả. Curcumin cũng được các nhà khoa học Nga chứng minh là có tác dụng kháng sinh đối với một số loại khuẩn gây bệnh đường hô hấp như Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis. Trong đông y, nghệ là vị thuốc có vị cay, đắng, tính ôn, quy kinh can và tỳ, tác dụng chủ yếu là phá ác huyết, huyết tích. Nghệ sẽ giúp kháng viêm, dẫn lưu xoang, làm lành các tổn thương tại niêm mạc mũi. Cách dùng: pha bột nghệ cùng với nước ấm, hòa thêm mật ong vừa đủ và uống 1 đến 2 cốc mỗi ngày cho đến khi bệnh khỏi hoàn toàn. Lưu ý không dùng nghệ cho phụ nữ có thai. Chữa viêm xoang bằng lá lốt. Lá lốt đã được y học hiện đại chứng minh có dược tính với hai thành phần chính là piperin và piperizin. Chúng có đặc tính kháng viêm, kháng khuẩn, có tác dụng kháng sinh mạnh trên nhiều loại vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp. Còn theo quan điểm của đông y, lá lốt là một cây thuốc có vị cay hơi nồng, tinh ấm, tác dụng chủ yếu là giảm đau, trừ lạnh, chống viêm, chống chảy nước mũi. Cách dùng: lấy một nắm lá lốt rửa sạch, để khô ráo và đem giã nát, sau đó bỏ phần bã, chắt lấy nước cốt để dùng. Lấy một chiếc tăm bông thấm nước cốt và thoa lên khắp niêm mạc hai bên mũi, thực hiện 2 đến 3 lần trên một ngày. Ngải cứu chữa viêm xoang. Ngải cứu được ứng dụng nhiều nhất trong hạ sốt, trừ ho, nhưng dược tính của ngải cứu thực tế còn chữa được cả bệnh viêm xoang. Xineon có trong ngải cứu có khả năng tiêu diệt nhiều loại khuẩn gây viêm xoang, ức chế độc tính của chúng. Bên cạnh đó, ngải cứu cũng là vị thuốc đông y có khả năng kháng viêm, trị ung nhọt, lở loét, giúp lưu thông khí huyết và dẫn lưu xoang. Cách dùng: lấy một nắm lá ngải cứu rửa sạch, nấu cùng với nước để ngâm chân vào buổi tối. Khí huyết lưu thông thì dịch tại các xoang cũng được dẫn lưu tốt hơn, tình trạng nghẹt mũi thuyên giảm. Chữa viêm xoang từ lá bèo cái. Ít ai biết rằng loại rau mọc hoang như bèo cái lại có công dụng chữa viêm xoang, viêm mũi dị ứng rất hiệu quả. Trong đông y, bèo cái là vị thuốc có vị cay, tính lạnh, tác dụng chủ yếu là thanh nhiệt, giải biểu, tiêu độc, nên thường dùng để trị ngứa ngáy, đau nhức, tiêu độc ở các xoang viêm. Cách dùng: lấy 250g bèo cái tươi rửa sạch, bỏ rễ và lá úa, sau đó rửa sạch và đem giã nát. Bỏ phần bã bèo cái, chắt lấy phần nước cốt và pha loãng với nước lọc theo tỷ lệ 1 phần bèo cái, 2 phần nước lọc để uống hàng ngày. Cách trị viêm xoang tại nhà bằng lá húng chanh. Cũng giống như trầu không, lá húng chanh sở hữu một lượng tinh dầu bao gồm các hoạt chất như salicylat, eugenol, phenol, chavinco, colein. Chúng cũng có hoạt tính kháng sinh mạnh và kháng được nhiều loại vi khuẩn khác nhau,
từ vi khuẩn họng, miệng, mũi cho đến đường ruột. Cách dùng là húng chanh tươi rửa sạch, đun cùng với nước sôi và xông mũm mũi 1 đến 2 lần mỗi ngày. Chữa viêm xoang từ bạc hà. Các thành phần như L-methon, L-leminone, L-apine, methyl acetate có trong bạc hà vừa diệt khuẩn, kháng virus, vừa có khả năng ức chế những cơn đau. Bạc hà được ứng dụng trong chữa viêm xoang nhằm sát khuẩn, tăng tiết dịch và làm giảm tình trạng đau nhức tại các xoang. Cách dùng: lấy một nắm lá bạc hà đun cùng với nước sôi và thực hiện xông mũi 1 đến 2 lần mỗi ngày. Không dùng bạc hà cho trẻ em dưới 3 tuổi vì bạc hà còn có khả năng ức chế hô hấp tuần hoàn. Dùng tinh dầu chữa viêm xoang tại nhà. Nếu bạn không có thời gian để bào chế các bài thuốc trên thì cách tiện lợi nhất là dùng tinh dầu có sẵn. Các loại tinh dầu đã qua tinh chế sẽ cho hiệu quả tốt hơn. Tuy nhiên, bạn cần đảm bảo mua được tinh dầu có chất lượng tốt, không bị pha trộn. Các tinh dầu dùng để xông mũi chữa viêm xoang tốt bao gồm húng quế, huỳnh diệp, chanh, tía tô, dầu dừa hay bạc hà. Cách dùng: đun một ấm nước sôi, nhỏ 2-3 giọt tinh dầu vào nước rồi xông mũi trong khoảng 15 phút. Sau khi dịch xoang được dẫn lưu thì xì mũi để dịch thoát ra ngoài. Cách trị viêm xoang tại nhà bằng cà gai. Dược tính của cà gai đã được y học hiện đại nhiều lần chứng minh, đồng thời nó được dẫn xuất nhiều để làm các loại thuốc chống viêm, trị xơ gan. Còn theo quan điểm của đông y, cà gai là một vị thuốc có vị hơi the, tính ấm, hơi có độc, có tác dụng tán phong thấp, tiêu độc, tiêu đờm, giảm đau nên ứng dụng tốt trong điều trị viêm xoang. Cách dùng: lấy một ít lá cà gai rửa sạch, đem phơi khô. Khi sử dụng thì đốt phần lá và hít phần khói bốc lên trên khoảng 5 phút, mỗi ngày nên thực hiện 1 đến 2 lần. Massage chữa viêm xoang. Nguyên tắc để chữa viêm xoang là làm các xoang dẫn lưu tốt. Nếu khí huyết được lưu thông thì các xoang sẽ không còn ứ trệ. Do đó, các động tác massage mũi giúp lưu thông khí huyết có thể giúp thuyên giảm triệu chứng nghẹt mũi, mũi, tắc mũi tạm thời. Cách thực hiện: lấy ngón trỏ và ngón giữa đặt sát nhau, xoa vùng xoang mũi theo đường tròn từ trái qua phải 30 cái, rồi làm ngược lại từ trái qua phải, từ phải qua trái 30 cái nữa. Lưu ý trong điều trị viêm xoang tại nhà. Trước khi sử dụng các cách trị viêm xoang tại nhà trên đây, người bệnh nên vệ sinh mũi một cách sạch sẽ. Như vậy, bài thuốc mới đạt được hiệu quả tốt nhất và tránh nhiễm trùng xoang nặng hơn. Một số cây thuốc tự nhiên cũng có độc tính nhẹ, nên người bệnh cần cẩn trọng trong quá trình sử dụng. Với mẹo dân gian, hiệu quả của bài thuốc phụ thuộc rất nhiều vào cơ địa, hiệu quả nhanh hay chậm ở mỗi người sẽ khác nhau. Người bệnh phải kiên trì sử dụng từ 3 đến 5 ngày mới bắt đầu thấy được sự cải thiện rõ rệt. Dù vậy, nếu không thấy có bất kỳ biến chuyển nào sau điều trị, người bệnh nên ngừng sử dụng bài thuốc hiện tại và chuyển sang một bài thuốc khác. Ngoài ra, mẹo dân gian có tác dụng tốt nhất với trường hợp bệnh nhẹ, mới khởi phát, còn với những trường hợp viêm xoang tái phát hoặc viêm xoang mãn tính thì chỉ có tác dụng cải thiện triệu chứng. Với tình trạng viêm nhiễm lâu năm và dễ tái phát như vậy, việc điều trị triệu chứng thôi là chưa đủ. Người bệnh cần trị tận gốc nhanh để tránh gặp các biến chứng nguy hiểm. Theo bác sĩ Lê Phương, giám đốc chuyên môn Trung tâm Thừa kế và Ứng dụng Đông y Việt Nam, viêm xoang cần được điều trị dứt điểm ngay từ sớm vì bệnh dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Người bệnh có thể bị nhiễm trùng mắt ngay cả trong giai đoạn cấp, có nguy cơ mù lòa nếu không được điều trị kịp thời. Tuy mẹo dân gian giúp thuyên giảm triệu chứng nhưng dược liệu không đủ mạnh để loại bỏ hết virus, vi khuẩn gây bệnh. Thay vì sử dụng thuốc dân gian, người bệnh nên dùng thuốc đông y cũng bào chế từ thảo dược tự nhiên nhưng được kết hợp từ nhiều thảo dược có tính đặc trị cao. Thank you.